Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ kiếm thêm được những cái điểm, những cái cục kẹo này, những cái điểm số, những cái game nữa để có thể nâng cấp thêm cho những cây chúng ta. Chúng ta sẽ vào trong này và có thể mua thêm được một số cái cây khác nhau. Ở đây nó đang bán, chúng ta sẽ xem nào. Hôm nay thì mình sẽ có thể mua được cái thời trang gì không nhỉ? Chúng ta thì không có cái thời trang gì mới cả. Chúng ta có thể mua thêm Snapdragon này, có thể mua được Pinata Party, cái cây nấm nhỏ này. Mình sẽ mua nấm nhỏ đi, mình khá thích cái cây này. Nói chung cả ba cây đều mình thích cả. Cái Bonchoy thì mình rất là thích, khá là khỏe. Bonchoy sắp lên level 6 rồi cơ. Chúng ta sẽ có thêm cây Snapdragon. Snapdragon hoàn toàn có thể cho được lên level cao hơn. Rồi đó, chúng ta sẽ hoàn thành quest và kiếm thêm được 5 viên game nữa. Cố tích cóp thêm 100 game để mua thêm năng lượng nâng cấp cây. Chúng ta sẽ vào chơi event Pieta Party nhá. Và hôm nay là chúng ta sẽ được sử dụng cây gì đây để đối đầu ở trong cái phần event này. Có một đánh đàn kìa, có một đánh đàn, có mấy con wow, chú ấy dùng được cái cây đậu nảy à? Chú ấy dùng được cây này này, có vẻ khá tốt ta. Rồi, cái này thì rồi ok, cái này thì nó có thể nổ và cái này cái gì nhỉ? Quên mất tên rồi. Khá là khỏe. Cây này thì mua bằng tiền nhá. Cái này ta sẽ mua bằng tiền. Chúng ta sẽ cho con này. Vãi chửa gật. Cái con này được ăn đấy à? À, con này trồng cây anh em ạ. Mình trồng cái cây này nên nó được tăng cái sức mạnh. Hay 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 hay. Rồi, chúng ta sẽ một phát này để cho nó khỏi phải ném cái bia mộ vào đây nữa là xong rồi. Chưa tỉnh dậy nhỉ. Bắt đầu đẩy nó ra. Ok. Để trông hài vãi. Mình muốn để nó đông đông tí để chúng ta có thể là rồi. Không chết cái con kia nhỉ ta. Không kịp nảy, không kịp nảy luôn. Đấy, cho đông đông tí vào nữa. Một phát này anh em, xong, hay lắm. Tuyệt vời đấy, chúng ta sẽ để đây bắn luôn này. Thêm cây này. Một phát này tốt lắm. Và chúng ta sẽ có thể sử dụng cái cây năng lượng ở đây đúng không? Mà trước hết ta cần phải hạ bọn này trước đã. Phải hạ bọn này trước đã này. Cái này nó random lắm, chẳng biết được nào một lần. Phá hủy được cái đàn đi. Cái đàn nó có thể là nó cán lên những cái cây này và làm chết cây đấy. Ít cây quá nhỉ. Cho lùi tất cả lại. Đúng rồi, như vậy đấy, mình đang cần như vậy. Chỗ này nó hơi bị vướng rồi. Rồi chúng ta sẽ để đây mỗi cái là một hàng để bắn đây. Ôi càng ngày càng đông ra anh em ạ. Khó chơi quá nhỉ. Khó chơi này. Ui. Một hit nữa này cho nó nổ hết ra. Đúng rồi đúng rồi. Bây giờ ta sẽ đặt nó ở đâu đó xuống dưới. Đấy, chính xác là như vậy. Rồi ok. Chưa có vấn đề gì xảy ra cả. Chúng ta phá hủy được hết rồi. Hoàn hảo đấy. Nào 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 nào. Cho lùi lại tất cả đi. Một hit này. Mình đang đợi thêm cây đấy anh em ạ. Một hit nữa. Rồi. Và chúng ta sẽ cho mấy cây này nó ăn đi. Biến thành đậu khổng lồ. Biến thành đậu khổng lồ đi. Đó. Chính xác những gì đang cần đấy. Chúng ta sẽ phá hủy cái đàn trước. Phá hủy được một cái đàn. Cái trên cũng cần này. Cũng hết cây rồi bạn. Làm gì còn cây nữa. Bây giờ mình sẽ cần cây quả này là sẽ xong ngay mà. Nhưng trước hết ta cần phải phá hủy được cái chỗ này ra. Để nó ăn cái chỗ này đi. Đấy, như thế này này. Rồi, đã xong. Đã hoàn thành. Màn này nó khá là dễ. Và chúng ta sẽ
được thêm một số cái 1.000 coin này, được thêm cái 4.000 coin ngay chỗ này này. Chúng ta được thêm hai cái năng lượng của cây nấm nhỏ, cái săn nấm săn nhỏ và một thêm một cái cây nữa. Chúng ta có thể xem quảng cáo để chơi thêm một trận nữa này. Mỗi ngày ta sẽ chơi được 2 trận Pirata Party và tối thiểu sẽ được 2.000 coin. Coin thì ta sẽ mua thêm năng lượng để nâng cấp cây. Ok, cho đợi một chút để nó quảng cáo xong cái này đã. Xong chưa nhỉ? Lâu thế. Rồi, chúng ta đã xong cái quảng cáo và chúng ta sẽ được tiếp tục chơi thêm một trận nữa ở đây. Đó, cái này chúng ta đã hiểu rồi, mình sẽ chơi nhanh thôi, không cần phải quá lâu đâu. Mình sẽ để phòng thủ ở chỗ nào. Để đây một phát này. Bây giờ mình sẽ hết năng lượng rồi. Rồi, chúng ta sẽ để đây và bắn nó luôn. Mình muốn lúc nào nó đông đông một chút thì mình sẽ dùng cơ à, chứ không dùng quá nhiều để là lãng phí á. Cái này để thì một phát. Để một phát thôi, bây giờ nó sẽ ăn mấy cái này luôn này. Không sao, ít ra nó sẽ còn đẩy được một phát. Rồi, mình sẽ đẩy chỗ này luôn này. Con này sẽ sắp chết rồi. Cái con phi cái khúc xương này khó chịu nhỉ. Nhưng chúng ta vẫn chưa cần thiết lắm. Đây, để nó vào sâu sâu đi. Mình bắt đầu là mình bắt đầu đặt. Bình tĩnh nha, mình đặt ở phía dưới này. Một cái này. Có đông chưa nhỉ? Mình chưa thấy đông lắm. Và mình cũng chưa muốn đặt lắm. Nếu không đặt bây giờ thì nó sẽ bắn mình. Ở con này sẽ chết thôi. Nó sẽ càn qua chúng ta đấy. Thôi giờ vẫn buộc phải đặt rồi. Phá hủy, phá hủy, phá hủy. Trước khi là quá muộn. Đó. Đông thích nhỉ. Có nên phá hủy luôn không? Phá hủy luôn đi. Ô, mấy con trên không chết nhỉ. Hơi bị lạ ta. Mấy con trên nó không hề chết luôn. Ờ, đặt thêm cái trên này. Đấy. Đàn nhiều này. Ở phía trên à, hay phía này ta. Phía này đi. Rồi, như này là hợp lý nhất này. Và chúng ta sẽ còn một số cái để đây luôn này. Thích thì vào thôi. Thích thì nảy vào thôi. Đó, như thế này trước. Ờ, mình sẽ đặt ở đây một cái này. Rồi. Chỗ này đang vào được. Nên chúng ta sẽ cần phải cho nó nổ luôn. Chính xác như vậy. Ok, chỗ này luôn này. Hay lắm. Quả nảy hoàn hảo đấy. Cho nó thêm một cái năng lượng nữa. Rồi, cứ cho nổ ở xuống giữa đi. Thì nó sẽ phá hủy hết cái phá hủy hết cái bia mộ ra được mà. Chưa thể vào được đúng không? Chưa thể vào được. Đó, hợp lý, như này là hợp lý này. Rồi, chúng ta sẽ đặt thêm một cái ở đây. Để có thể phòng thủ được. Quá tốt luôn. Này, đấu vào được luôn. Chúng ta sẽ đặt nó ở đâu nhỉ? Đây, 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 đây. Rồi, xong một cái hệ thống phòng thủ rồi. Nó sẽ là cái pier 3 đầu luôn rồi, chứ không phải pier 2 đầu nữa. Đó, ok, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu là đặt nó ở đâu đó như thế này này. Rồi ok, vào đây. Vào đây này. Đố vào luôn đấy. Không thể vào được. Mình sẽ cho nó ăn ở phía trên. Và cho ăn ở phía này luôn. Đấy, chính xác những cái gì chúng ta cần. Hoàn hảo luôn. Quá ngon. Một phát này. Vào đây. Ném cả ngày. Xong rồi đấy, bây giờ chúng ta đã có thể giết được nó rồi. Xong ngay và chúng ta kiếm thêm được 1.000. Cái cửa này nó khá là dễ.
Chúng ta thử vận may xem mà kiếm được ra thì cũng chỉ được 1.000 coin thôi. Phía tận cuối này mới là được 4.000 này. Nhưng mà mình gần như rất là khó để lấy được cái 4.000 của nó. Khó chơi lắm. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành xong cái quest ở phần Pirata Party và mình sẽ chuyển qua một cái mới ở đây. Hurricane, Hurricane là cây quạt gió này. Kiếm thêm rất là nhiều game luôn. 5 game nữa và chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta sẽ chơi tiếp tục ở phần đấy nha, Battle Z nha anh em. Battle Z hôm nay thì còn 2 ngày nữa nó sẽ kết thúc cái Battle Z tuần 29 á. Đây tuần 29 thì phải. Và chúng ta hiện tại đang được thứ 7. Hơi bị khó đấy, tại vì đằng sau nó đuổi theo sát đít. Chúng ta nếu mà theo xét theo cái tình hình này thì chúng ta sẽ chỉ có thể lên được cái vị trí thứ 4 thôi. Là cố gắng lắm rồi đấy. Mình còn một số lần xem quảng cáo nữa, tầm khoảng 3 trận nữa, 3-4 trận nữa. Hoàn thành xong 4 trận này là mình sẽ có thêm 20 điểm và mình sẽ lên được khoảng bao nhiêu nhỉ? 117. Ok, vẫn là chiến thuật như lần trước thôi. Thì vấn đề là ta chơi chính xác và nhanh hơn thì chúng ta sẽ được nhiều điểm hơn thôi. Có thể sẽ được khoảng 1.500.000 điểm gì đó, tùy theo. Ok. Rồi, chúng ta chơi nào anh em. Một cây đặt lên đây luôn. Chính xác. Thật nhanh và chính xác nhé. Cho săn lâu thế nhỉ. Cho săn siêu lâu luôn. Mới để đây một cái này. Để đặt đây phát luôn. Rồi. Chúng ta sẽ đặt nó đây đã cho nó nổ đi. Ok. Có một hệ thống bảo vệ sẵn sàng luôn rồi. Rồi đấy, chúng ta sẽ đặt đấy trước như thế này. Mình sẽ đặt cái mìn đây để có gì nó còn có thể là tấn công được cái bọn này anh em ạ. Một hai cái gì đó ở đây này. Xong xong. Rồi, chúng ta sẽ đặt nó để bảo vệ được cái căn cứ của chúng ta đã. Một hit này. Hoàn hảo chưa? Rồi đấy, chúng ta đã có đủ cái lượng cây cần thiết rồi. Nào, vào đây nào. Các bạn trẻ. Hết mình luôn đi. Đấy, rồi xong. Có thể bảo vệ được. Hiện tại là ta vẫn có thể là bảo vệ được. Rất là tốt luôn. Gần như là không thể vào được cái chỗ cửa chính của chúng ta luôn ở trong này. Đấy, ok. Mình sẽ đặt, mình sẽ bắt đầu là đặt cái này mìn ở trong này ra này. Nó vào nhanh quá nhỉ. Nào, chỗ nào mà thiếu cây cái mình bắt đầu là đặt luôn ở đây. Nó bắt đầu ăn được siêu nhân rồi. Nó bắt đầu ăn được bớt cây của chúng ta rồi. Đây đây, đặt đây luôn. Đấy, đã xong. Spear Mine lên. Let's go. Đúng rồi. Chưa thể chết nhanh thế được. Nào, đặt đây phát. Chúng ta sẽ cho nó ăn luôn. Đấy, chính xác như vậy. Chính xác như gì ta cần ở đây rồi. Xong. Chúng ta sẽ đặt ở phía trên. Mình chỉ cần một cái slow thôi. Không cần quá nhiều đâu. Không cần quá nhiều slow như thế này đâu. Đấy. Xong chưa nhỉ. Vẫn có thể đặt được. Chúng ta vẫn có thể chiến được. Tạm thời vẫn ổn. Tạm thời thì vẫn ổn. Vẫn chưa có vấn đề gì quá xảy ra cả. 800.000 này cho nó nổ đi. Cho 877 à? Họ có 776 thôi. Vậy ta vẫn chiến thắng. Tốt phết nhỉ. Chúng ta sẽ được chiến thắng thứ 6 liên tiếp. Và mình kiếm được thêm cái cây sao 6 cánh. Cũng như là có sức mạnh của Power Lily này. Cái thêm cây bowling này.
và Homing Twister này, cả cây băng nữa. Chạy đánh hơi chậm đúng không? Cảm giác đánh hơi chậm, vẫn đánh hơi chậm. Lúc đầu thì khá là hoàn hảo, cảm giác lúc đầu khá là hoàn hảo. Bình thường đang được 1.3 triệu cơ, bây giờ được có 800.000 thì đúng là hơi ít thật. Chúng ta sẽ cố lần này nhá, cố lần này lên ít nhất là 1 triệu điểm nào. Tại vì bắt đầu là những cái trận này sẽ khó hơn rất là nhiều. Cây của họ rất là khỏe, phải được ít nhất là 1 triệu điểm trở lên thì may ra thì chúng ta mới có thể thắng được. Cố lên nào. Hai hàng ở đây, trước tiên cái này trước. Lần này săn nó cho ra chậm quá, mình còn không kịp nó đâu nhỉ. Đây đây đây. Rồi chúng ta sẽ có một hệ thống phòng ngự ở chỗ này. Trước tiên slow lại đã. Rồi chúng ta sẽ có đặt ở đây luôn này, một cái này. Cho hai bên như thế này thì mình đánh kiểu gì bây giờ nhỉ? Sự là khó chịu thật. Đặt kiểu gì bây giờ? Chúng ta sẽ cần phải chết rồi. Sao cái này nó vượt qua được nhỉ? Sao lại vượt qua nhanh thế nhỉ? Rồi chúng ta sẽ đặt ở đây. Đặt ở đây trước. Ok man, quả này là die rồi. Có kéo xuống không? Không kéo xuống được à? Giờ này không kéo rồi. Nó sẽ mất cái chỗ cửa giữa rồi. Khó chịu đấy. Đặt thêm một cái hàng đây nữa đi. Cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội vàng cả. Vẫn có thể chiến được. Rồi chúng ta sẽ đặt thêm cây ở đâu nhỉ? Ok đây đi. Rồi chúng ta sẽ vẫn có thể là đánh được thoải mái. Nó sẽ bị slow lại khá là nhiều ở chỗ này. Đây 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 đây. Siêu nhân này. Cứ chỗ nào mình cứ tập trung cái chỗ ấy đã. Đây đây, đặt đây phát. Một hit này. Rồi siêu nhân ta vẫn phải đặt được chỗ này mà. Rồi ok, lên nào các bạn trẻ. Vẫn có đủ. Một hit slow này. Đó, vẫn có thể là chơi được. Vẫn chơi nỗi là chết quá nhanh. Ok, chúng ta sẽ đào bới cái này đi. Bắt đầu là cho cái này ăn này. Nào, let's go. Lên. Một hit. Phía sau này không, hiện tại không có cái nào này. Đó, siêu nhân đặt. Đặt thật nhiều siêu nhân ở trên này đi. Đấy, cho có được khoảng hơn 500.000. Chứ vấn đề là chưa thể chết được, chưa thể thua được. Thêm một cây này. Chúng ta sẽ đặt đây nữa. Ơ sao chỗ này nó có thể lao vào nhanh thế nhỉ? Chỗ này lao vào nhanh quá. Mình còn chưa kịp đặt cái gì ở đây trên này. Nên mình phải đào bớt cái này đi này. 1, 2, 3, 4 và 5. Đó, giờ sẽ bắt đầu đặt cái này lên. Chỗ này nó vào nhanh nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ cần phải đặt ở chỗ này. Nổ lên khoảng 1 triệu rồi đây. 1 triệu nhưng vấn đề là chúng ta sẽ... 1.070.000 và mình vẫn chiến thắng này anh em ơi. Yes, trận này đánh căng thẳng quá. Nó có cây gì mà đánh hay nhỉ? Họ dùng cái chiến thuật gì mà đánh tốt nhỉ? Dùng sao à? Dùng mìn khoai tây và dùng cherry bomb vẫn được khoảng hơn 1 triệu điểm này. Đánh tốt thế nhỉ? Mình dùng cái chiến thuật này mà vẫn không ăn thua ta. Cây mình tốt hơn mà. Gần 1 triệu điểm đánh chiến thuật hay nhỉ? Và rồi, chúng ta sẽ có 2 trận thắng liên tiếp trong ngày hôm nay. Vẫn tầm khoảng 1 triệu điểm thôi. Cái chỗ này lúc đầu chúng ta đã bị nó vào sâu quá rồi, vì nó ăn mất một số cây. Nhưng cứ tưởng là sẽ không được 1 triệu điểm cơ, nhưng vẫn may mắn. Vẫn may mắn là vẫn thiết lập lại được cái hàng phòng ngự của chúng ta. Đấy, bằng này cây. Chúng ta sẽ quáng chơi thêm 1-2 trận nữa nha. Để chúng ta sẽ cố gắng lên được vị trí thứ 6 đi. Đây, chúng ta đặt cái này lại lên trên đi. Và let's rock nào. Một cây trước này. Ra săn đi nào em ơi. Nhanh hộ cái. Đây là chúng ta thấy được cái chỗ điểm của nó giữa đây rồi.
Khá là tốt đây. Và chúng ta cố gắng đặt ở chỗ này. Rồi một hit ở đây này, một cái nữa ở đây này, đã xong. Không biết có kịp đặt không? Có kịp, vẫn kịp đặt, vẫn ok. Ok, đặt được. Đặt một phát đây, đặt một phát ở đây. Rồi chúng ta có cái hệ thống đặt cây đã xong rồi đấy. Đặt đây một phát, đặt đây một phát, đặt đây một phát nữa. Dù nó có như thế nào thì ra vẫn có thể là trụ được. Rồi chúng ta sẽ đặt đây một phát nữa này, bảo vệ tối đa luôn cho nổ hết đi. Một phát ở đây, Spearmine lên. Rồi chúng ta sẽ có hạng phòng ngự rất là tốt ở đây rồi. Ok, siêu nhanh. Đặt cái này đi, phá hủy cái phá hủy cái gì nhỉ? Hình như ấn nhầm cái chỗ cây nào rồi. Trời ơi, cái này vỡ mồm. Tấn công đường sau à? Tận hai con này, phá hủy cái này đã. Đấy, chính xác, cần phá hủy cái này trước. Đông quá nhỉ. Chúng sẽ ăn cái này trước một chút này. Còn siêu nhân lên thì phải cản nó lại đã, không thì không thể nào mà đỡ được cái bọn này luôn. Ok, trời ơi, khó chịu rồi. Nó đã ăn được cái hàng ở giữa của chúng ta rồi anh em. Rồi mình đang cố gắng là đặt lại chỗ này đây, đang cố gắng hết sức. Nghe chừng có vẻ khó quá. Tiếp tục đặt cái này lên này. Siêu nhân đâu? Có siêu nhân, cứ có siêu nhân là vẫn có thể trụ được. Hết bìa, hết sạch Manflower rồi. Manflower đâu hết rồi. Rồi chúng ta đặt thêm siêu nhân ở đây. Xong nó đặt, coi như mình có 400 gì à? Sao ít điểm nhỉ? Ít điểm quá. Rồi, không sao, chúng ta sẽ cho cái nhìn khoai tây lên đây. Rồi đặt này, cho nổ này anh em, lên nào, let's go, lên. Rồi chúng ta lên được khoảng 600.000, nhưng mà có vấn đề là chúng ta sẽ không thể chịu được mất. Nào, zombie vào đây, siêu nhân này. Chúng ta còn 13 giây nữa thôi, liệu có lên được 1.000.000 của không? Còn có 9 giây thôi, cố lên nào, slow lại. Nổ, có nổ không? Nổ này, chỗ này không nổ nhờ. Chỗ này không nổ ra, đấy, vẫn triệu, 1.061.000. Ui, thiếu nó có 5 điểm anh em ơi. Trời, nó sử dụng cây hai đầu để tấn công mình ạ. Và một cây level 4 này. Chà, đến trận này, đến chuỗi trận thứ 8 bắt đầu đấy khó rồi đấy, đúng không? Không hề dễ dàng rồi. Chúng ta sẽ còn một trận nữa trong này. Chúng ta đã để thua mất một trận rồi. Không sao, chúng ta sẽ quay trở lại này. Hôm nay đánh không được tốt như mọi hôm nhỉ. Ok, họ hay dùng cái cây loại rẻ tiền ấy, nhưng mà như thế thì rất là ít săn luôn. Theo mình như thế rất là ít săn. Lên. Rồi chúng ta phải vừa để ý trước vừa để ý sau. Rồi ok, trên này sẽ có cây ngay bây giờ đây. Đặt thật nhanh. Đơn giản thôi mà, chúng ta sẽ đặt ngay và luôn ở chỗ này luôn này. Kiểu gì thì bọn nó lúc đầu tiên nó sẽ như thế này, chắc chắn luôn rồi. Đó, kích hoạt luôn để nó ăn. Chính xác như vậy, may quá. Có tí thì mình bị ăn nha. Tí thì bị ăn mất cái kia. Khó chịu nha. Thề luôn là cực kỳ khó chịu chỗ này luôn đấy. Chết toi. Vấn đề là bây giờ nó có thể ăn được cái cây của mình rồi. Nó lao vào nhanh quá, không kịp làm gì luôn. Thôi kệ, không vấn đề gì. Chúng ta vẫn có thể là
trụ vững được. Đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây, xong xong ngay. Xong ngay và luôn. Nó không đủ săn nhỉ? Không đủ săn để chúng ta có thể là chiến được chỗ này. Không sao. Nó ăn được cái cây chính của chúng ta rồi kìa. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đúng rồi. Chúng ta vẫn có thể là trụ được. Vẫn trụ vững rất là tốt. Ok. Đấy, như thế này đi. Cho nó đánh chỗ kia, mình không quan tâm lắm. Đã xong. Vào mắt, đố vào luôn. Bây giờ cần thêm săn để trồng thêm siêu nhân này. Đấy, như thế này đi. Chúng ta cần thêm siêu nhân nữa, một thằng siêu nhân nữa ở đây. Đông đấy, đông của nó đấy. Sự là rất đông nhá. Đông vãi cả lều ra. Đây, 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 đây. Đặt một cái ở đây. Một cái đây, một cái đây. Cho nó nổ hết đi. Chính xác những gì ta cần. Đấy, nổ ra như thế mới đẹp. Chuẩn của nó đấy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta... Bọn nó sẽ cắp ra đằng sau à? Bọn nó cắp ra đằng sau à? Siêu nhân không kịp. Vãi trưởng. À, chỗ này đáng lẽ phải có cây ấy nhỉ. Rồi, chúng ta đang cố gắng là để đặt đây nhưng mà không vấn đề là... Chỗ này nó vào nhanh nhỉ? Đấy, hiểu luôn là tại sao nó vào nhanh đến thế. Ok, chúng ta vẫn được khoảng hơn 1 triệu nhưng mà hết cái cây rồi. Đây, 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 đây. Hồi chậm quá. Mình còn không được thêm bất kỳ một cái măn, cái thức ăn nào cơ. Chúng ta sẽ được khoảng 1 triệu mốt ở phát cuối cùng. Và chúng ta xem cái vị trí hiện tại của chúng ta đang là bao nhiêu nhá. 2.500 vàng tất cả đây. Chúng ta hiện tại đang ở cái vị trí thứ 5 rồi. Đánh khá là ổn. Và mình đang cố gắng lên được vị trí thứ 4 anh em ạ. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc bài đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Bye bye.